Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và ngay đêm hôm qua vào ngày 15 tháng 10 thì Apple họ đã chính thức cho ra mắt một chiếc iPad mini thế hệ tiếp theo, còn được gọi là iPad mini 7. Và đợt ra mắt cái sản phẩm này thì Apple gần như họ sẽ không có tổ chức bất kỳ một cái sự kiện nào cả, mà chỉ đơn thuần là họ đóng Apple Store lại và sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ sau thì họ lại up cái sản phẩm mới lên là iPad mini 7. Thế thôi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về iPad mini 7, tất cả những cái thông tin về cái chiếc iPad mà được người dùng khá là mong đợi ở thời điểm này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Điều đầu tiên là với iPad mini 7 thì nó sẽ không có bất kỳ một cái sự thay đổi gì về mặt thiết kế so với iPad mini 6 cả. Và cái chiếc iPad mini 6 thì nó cũng đã được ra mắt vào cách đây khoảng 3 năm rồi. Cho nên đây là một cái thời điểm phải nói là cực kỳ là phù hợp để Apple họ ra mắt cái thế hệ iPad tiếp theo. Và với cái chiếc iPad mini 7 này thì Apple họ cũng cập nhật thêm cho người dùng hai màu mới là màu xanh dương và màu tím. Và đương nhiên là cái điểm đặc biệt nhất trên cái con iPad mini 7 này sẽ nói về cái phần cấu hình ở phía bên trong của nó, cũng như là nó hỗ trợ về Apple Intelligence ở thời điểm hiện tại nhé. Điều đầu tiên là con iPad mini 7 này nè, nó sẽ sử dụng con chip A17 Pro tương tự như là iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Chính vì thế cho nên nó sẽ có cái hiệu suất cao hơn khá là nhiều so với cái con chip A15 ở trên con iPad mini 6. Và đồng nghĩa với việc khi mà sở hữu con chip A17 Pro này á, thì nó cũng sẽ là cái sản phẩm iPad mini đầu tiên được Apple hỗ trợ Apple Intelligence. Và đương nhiên với Apple Intelligence thì vào cái thời điểm con iPad mini này được bán ra vào ngày 23 tháng 10 thì sau đó nó cũng sẽ được cập nhật lên phiên bản iOS 18.1, phiên bản chính thức. Và ở cái phiên bản này nhá, thì Apple họ sẽ hỗ trợ cho những cái thiết bị về Apple Intelligence về chip A17 Pro trở lên nè đối với iPhone, còn với iPad và MacBook thì sẽ sở hữu con chip M1 trở lên thì sẽ được hỗ trợ Apple Intelligence. Và đương nhiên thì cổng USB Type-C cũng sẽ xuất hiện trên con iPad mini thế hệ thứ 7 này. Và với iPad mini thế hệ thứ 7 thì nó cũng sẽ được hỗ trợ với cây bút là Apple Pencil Pro và Apple Pencil USB-C, đồng nghĩa với việc những anh em nào mà chúng ta đang sử dụng Apple Pencil 1 nè hoặc là Apple Pencil 2 thì chúng ta cũng sẽ không sử dụng được trên cái con iPad mini này, tương tự như là những cái chiếc iPad Pro hoặc là iPad Air được ra mắt ở thời điểm gần đây nhé. Một vài điểm cập nhật nữa với con iPad mini thế hệ thứ 7 này đó chính là bộ nhớ RAM của nó cũng đã được nâng lên là 8GB nè. Và khi mà các bạn mua nó thì nó sẽ được bắt đầu với bộ nhớ trong là 128GB thay cho bộ nhớ 64GB tương tự như là con iPad mini thế hệ thứ 6. Và với cái mức thay đổi như thế này thì Apple họ cũng sẽ không có cập nhật thêm về phần giá. Nó vẫn giữ ở mức khoảng là $499. Và theo như cái mức giá ở đây tại thị trường Việt Nam thì nó rơi vào tầm 14 triệu đồng cho một cái phiên bản basic là 128GB bộ nhớ trong. Và đây sẽ là cái phiên bản wifi. Rồi và phiên bản tiếp theo là 17.999.000 đồng cho phiên bản wifi và kết hợp cả mạng 4G và 5G. Đó, các bạn có thể sử dụng được SIM trên con iPad mini này. Và khi mà các bạn mua trực tiếp ở trên Apple Store tại thị trường Việt Nam chẳng hạn thì chúng ta cũng sẽ có một cái mức giá mềm hơn cho học sinh sinh viên. Nó rơi vào tầm 12.599.000 đồng, rẻ hơn đâu đó khoảng 1.500.000 so với việc là các bạn mua ở cái diện thông thường như chúng ta là những người đi làm. Và với những cái chiếc iPad mini này thì mục tiêu của nó cũng sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho các bạn là học sinh sinh viên. Tuy nhiên thì nó sẽ phù hợp hơn cho với sinh viên tại vì nó sẽ có những cái tác vụ mà các bạn sẽ cần dùng tới Apple Pencil Pro nè, các bạn ghi chép nhanh nè, các bạn sử dụng trong cái công việc học của các bạn làm slide các thứ, nó cũng sẽ ổn định hơn so với những cái chiếc iPad Gen 10. Thì những cái chiếc iPad Gen này á, thì nó sẽ tập trung nhiều hơn cho nhóm là học sinh, còn với iPad mini thì sẽ tập trung cho nhóm là sinh viên. Đó, các bạn có thể tùy chọn và tùy vào cái mục tiêu, mục đích sử dụng của chúng ta mà chúng ta có thể lựa iPad Gen hoặc là iPad mini nếu các bạn là học sinh sinh viên. Và ở thời điểm hiện tại á, ngay tại thị trường Mỹ thì các bạn đã có thể pre-order cái chiếc iPad mini này và sẽ được giao hàng vào ngày 23 tháng 10 tới đây. Tuy nhiên tại thị trường Việt Nam thì chúng ta vẫn chưa có một cái lịch bán cụ thể, cho nên mình sẽ cập nhật trong những cái video tiếp theo. Và anh em cảm thấy sao về chiếc iPad mini thế hệ thứ 7 này?
thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.